Xin chào, đây là số đầu tiên của hôm nay là ngày gì? Chúng ta bắt đầu với ngày 1 tháng 4 nhé. Hôm nay chính là ngày cá tháng 4, ngày quốc tế nói dối. Hôm nay cũng bắt đầu năm tài chính ở Ấn Độ. Ngày sinh của ai? Otto von Bismarck, chính trị gia người Đức, ông sinh năm 1815. Kato Tomosaburo, nguyên soái và thủ tướng của Nhật Bản, ông sinh năm 1861. Abraham Maslow, nhà tâm lý học người Mỹ, ông sinh năm 1908. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giáo mục Công giáo người Việt Nam, tổng giám mục giáo phận Hà Nội, ông sinh năm 1938. David Engoy, cầu thủ bóng đá người Pháp, anh sinh năm 1989. Ngày mất của ai? Đặng Văn Ngữ, bác sĩ người Việt Nam, ông mất năm 1967. Đào Duy Anh, nhà sử học, địa lý, từ điển học, ngôn ngữ học của người Việt Nam, ông mất năm 1988. Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ người Việt Nam, ông mất năm 2001. Trương Quốc Vinh, ca sĩ diễn viên người Hồng Kông, ông mất năm 2003. Sự kiện Steve Jobs, Steve Wozniak và Ronald Wei thành lập Apple năm 1976. Hà Lan trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2001. Tạm biệt các bạn, nhớ đón xem vào sáng mai nhé.